Hello, em An xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Vân Đà Lạt của em An nhé. Hôm nay em An đi quay nhà cho mọi người xem nha. Thì căn biệt thự này nằm tại Đức Trọng anh chị, Liên Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng anh chị nha. Từ vị trí của em An mà chúng ta ra đường Lê Hồng Phong 700 m nha anh chị nha. Ra sân bay tầm khoảng 2,1 cây số và mọi cái tiện ích xung quanh rất là gần. Thì cái căn biệt thự này nó nằm ở cái vị trí là lô góc hai mặt tiền anh chị nha. Căn biệt thự đây anh chị rất là đẹp luôn, nhìn rất là hoành tráng. Mặt tiền thì được 7 7 mét nha anh chị nha, chiều sâu 25 mét. Một mặt là đường nhựa, một mặt là đường bê tông anh chị nha. Đi xuống dưới này thì chúng ta sẽ có cái đường đậu gara này anh chị này. Đó. Hành lang xung quanh người ta đã làm vỉa hè hết rồi anh chị nha. Dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái đường đậu gara ô tô này anh chị này. Ở dưới nha anh chị nha. Và bây giờ thì em An sẽ vô trong căn biệt thự để quay chi tiết căn biệt thự này cho mọi người cùng xem ha. Và đây là cái cổng vô căn nhà anh chị nha. Đằng trước thì chúng ta có một cái sân này. Đó. Căn nhà này thì hướng Tây Bắc anh chị ha. Tây Bắc. Ra ngoài đây một xíu là chúng ta có thể nhìn thấy cái trạm quan sát của sân bay Liên Khương anh chị ha. Đó. Đi xuống đây thì chúng ta có một cái đường luồng. Đó, cái cổng mà lúc nãy em An nói là cái cổng để gara ở dưới đây anh chị nha. Đó. Gió khá là lớn nên là mong mọi người khi mà xem video cảm thấy nó ồn thì thông cảm cho em một xíu anh chị nha. Đây, cái chỗ này thì chúng ta có thể đậu được 2 chiếc ô tô anh chị. Nói chung là nhà vừa mới xây dựng xong, xây dựng hết 202 mét vuông rồi anh chị. Toàn bộ cái diện tích là xây dựng xong hết rồi. Đó. Nhà vô cùng rộng đẹp luôn, điện thì là điện cảm ứng anh chị nha. Đây. Cảm ứng. Đó, có đường luồng này, chiều này là 25 mét anh chị nha. Rồi, bây giờ em An sẽ vô bên trong quay chi tiết căn nhà cho mọi người cùng xem luôn he. Đây là cái không gian phòng khách chính nha anh chị nha. Chúng ta có thể nhìn thấy này, một cái không gian nó rộng tầm khoảng 20 mét vuông anh chị. Đây là cái hộp cầu thang để đi lên lầu này anh chị này. Đó. Có cái cửa kính rất là to và đẹp anh chị. Đây. Chỗ này thì chúng ta để tivi anh chị ha. Đi một xíu thì chúng ta sẽ có một cái cửa để đi ra ngoài cái đường luồng lúc nãy mà đi ra đằng sau đó anh chị. Đó. Và đây thì chúng ta có không gian bếp. Rất là xịn. Hiện đại anh chị nha. Đồ mới chưa ai sử dụng luôn. Có cả bàn thờ ông Địa anh chị. Bàn thờ ông Công ông Táo. Và đằng sau này thì em An có một cái cửa trời này anh chị. Đấy. Cửa trời nha. Không gian đèn rất là hiện đại luôn, rất là xịn. Nhìn nó rất là đẹp anh chị. Thiết kế rất là trẻ trung. Và đây, bồn rửa tay. Nhà vệ sinh toilet nha anh chị nha. Đó. Không gian thì rất là hiện đại. Cửa kính như nhôm xin pha hết rồi anh chị. Và đây là cái phòng ngủ đầu tiên anh chị nha. Phòng ngủ này đã trang bị giường và tủ hết rồi nha anh chị. Đấy. Đây này anh chị này. Đó. Điện thì chúng ta xài hoàn toàn là điện cảm ứng anh chị nha. Đây. Đó. Đó. Rất là hiện đại, không gian vô cùng thoáng mát và rộng rãi. Đặc biệt là nhà này đã xây dựng vô cùng kiên cố anh chị, rất là kiên cố luôn rồi. Rồi bây giờ thì em An sẽ tiến hành đi lên lầu quay chi tiết căn nhà này cho quay cái phần trên lầu cho mọi người xem nha. Và đây là cái không gian bên trên lầu nha anh chị nha. Chúng ta có thể nhìn thấy trường học này anh chị này, trường cấp 1 anh chị. Đó. Và cái không gian này thì em nghĩ là chúng ta để làm cái sân BBQ nha anh chị nha. Rất là thuận tiện, rất là đẹp, view rất là thoáng luôn anh chị nha. Bên trên này thì chúng ta có cái đường đi lên nước bên trên này anh chị, đường nước bên trên này. Đó. Và đặc biệt thì sân bay chúng ta có thể nhìn thấy sân bay nha anh chị nha. Sân bay đây, ngay cạnh sân bay luôn, rất là gần anh chị ạ. Đó. Xung quanh thì dân cư hiện hữu rồi anh chị, rất là đông đúc nha. Đặc biệt là họ làm cái lan can để phòng cho khi mà gia đình có trẻ nhỏ đi ra đỡ bất an, đỡ để an toàn anh chị ha. Đó, trường học xung quanh dân cư hiện hữu rất là gần. Từ đây thì ra mọi cái tiện ích, nói chung là vị trí rất là đẹp rồi anh chị. Đó, tại vì do có khách đang thăm cái căn nhà này nên là em An chưa quay được cái nội thất, cái phần trên gác. Thì bây giờ em An sẽ vô trong để quay cái nội thất bên trong cho mọi người cùng xem nha. Và đây là không gian bên trên mọi người nha. Anh em mọi người có thể nhìn thấy không gian rất là thoáng đãng anh chị. Đó.
Và em An sẽ giới thiệu mọi người cái phòng ngủ đầu tiên. Đây, phòng ngủ này thì chúng ta trên lầu thì phòng ngủ đầu tiên chúng ta đã được trang bị nội thất anh chị nhé. Tủ này, giường này, chỉ cần mua cái tấm nệm thôi là anh chị có thể lên để ở rồi anh chị. Và ở đây thì chúng ta có một cái không gian cái giếng trời này anh chị này. Đây, rất là chắc chắn nha. Sắt Oppo rất là chắc chắn. Đó. Và đi ra ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái không gian. Em nghĩ là chỗ này chúng ta nên đặt một vài cái sofa để mà chúng ta nghỉ ngơi anh chị nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái toilet. Đây. Là thoải mái anh chị. Kệ để giấy để đồ. Và cái phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ thứ ba thì chưa được trang bị nội thất anh chị. Nó hướng dạ thẳng ra ngoài cái view ngoài này luôn. Để chị có thể nhìn thấy nhé. Đó. Hướng thẳng ra ngoài cái view ngoài này luôn. Cái lối để chúng ta đi lên trên này anh chị, lắp la phong. Đó. Bên trên thì chúng ta có nội thất là hai phòng ngủ anh chị ha. View rất là thoáng và đẹp luôn. Đó. Thì chủ nhà đã xây toàn bộ cái diện tích là 202 mét vuông rồi anh chị, mặt tiền 7 mét, hậu được 11 mét anh chị nha. Hậu được tận 11 mét lận. Đó. Đây là cái không gian bên ngoài này anh chị, gió nó hơi ồn, gió thổi hơi to nên mong mọi người âm thanh nghe nó không được tốt thì mọi người thông cảm cho em An nha. Đấy. Như lúc nãy em An nói thì đằng kia là sân bay anh chị, xung quanh là các trung tâm tiện ích, trường học này, ủy ban thì chuẩn bị xây dựng lại đằng này rồi anh chị này. Ủy ban huyện Đức Trọng chuẩn bị xây dựng lại đằng này rồi. Thì với tổng diện tích là 202 mét vuông. Với cái công năng sử dụng là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, 3 toilet anh chị. Thì chủ nhà đang nhờ em An bán cái căn nhà này với giá là 3 tỷ 3 anh chị nha. 3 tỷ 3 cho một vị trí như thế này thì rất là giá rất là đẹp anh chị. Thì với cái công năng sử dụng như thế này thì chúng ta có thể để cho một gia đình tầm khoảng hai vợ chồng với lại tầm khoảng 4 5 đứa con, 4 5 bạn nhỏ sống rất là thoải mái anh chị nha. Đó. View thì cực kỳ đẹp. Ở đây thì họ đã phân lô hết rồi anh chị. Dự án người ta họ phân lô hết rồi nha. Đó. Thì hiện tại ở cái khu vực này nó có quá là sát sân bay anh chị, nó quá là gần sân bay ở đây nên là em An không có bay flycam cho mọi người xem được ha. Nên là mọi người mà muốn xem trực tiếp thì liên hệ với em An để em An tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Xây hết đất rồi anh chị. Rất là cứng cáp. Đó. Thì rất là mong khi mọi người xem được cái video này của em An, cảm thấy yêu thích video thì cho em An xin một like. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em An sớm để mà theo dõi được những cái video mới nhất anh chị nhé. Và đặc biệt thì cái lô đất này nằm ở Đức Trọng anh chị, thì em An chưa bao giờ quay cái vị trí này nhưng mà hôm nay em An được anh chị ngoài Đức Trọng gửi cho căn nhà này, em cảm thấy nó rất là đẹp nên là em quay lên cho anh chị nào mà cần cái nhu cầu mà mua nhà ở Đức Trọng thì có thể liên hệ với em An nha mọi người nha. Và trên kênh YouTube của em An thì có khá là nhiều cái sản phẩm giá dao động từ 500, 700 đến vài tỷ đồng. Mọi người lên xem được một trong những cái sản phẩm đó thì có thể liên hệ với em An để được em An tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Mọi người cứ liên hệ với em An đi. Nếu mà mình chưa có duyên mà chưa mua được đất thì cũng không sao hết anh chị nha. Mọi cái sự tư vấn của em An đều là miễn phí hết anh chị. Và chắc là em An xin phép nhắc lại thông tin của một lần nữa của cái căn nhà này anh chị nha. Tổng diện tích là 202 mét vuông, đất đã toàn bộ là đất ở rồi anh chị, nằm tại xã Liên Hiệp của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng anh chị nha. Rất là gần cái vị trí sân bay, cách sân bay tầm khoảng 2.1 cây, mọi tiện ích bán kính tầm khoảng 1 cây số anh chị nha. Và chủ nhà đang nhờ em An bán cái căn nhà với cái công năng sử dụng là 3 phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, 3 toilet với cái sân thượng như thế này. Chủ nhà đang nhờ em An bán với giá là 3 tỷ 3 cho toàn bộ cái diện tích anh chị nha. Mặt tiền là 7 mét, chiều sâu là 25 mét, hậu là 11 mét anh chị nha. Và cuối cùng thì chắc là em An xin phép kết thúc cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video lần sau. Em An xin chào.